Có tiếng người gọi con giữa đêm khuya trong đền thánh ngài. Có tiếng người gọi con phán dạy con những lời êm ái. Lời ngài làm con cứ băn khoăn. Lời ngài hằng thôi thúc tâm can. Ngài gọi con đi, đi làm chứng nhân tình yêu ngài. Chúa rót vào hồn con suối ân thiêng tuôn trào tháng ngày. Chúa thắp vào lòng con lửa tình yêu đêm ngày rực cháy. Tình ngài ngàn năm vẫn miên man. Tình ngài vượt trên cõi không gian. Tình ngài yêu con cho dù tháng năm chẳng hao mòn. Và con sẽ thân thưa, nay con xin đến, nay con xin đến để thực thi ngài. Dẫu biết rằng đời con quá ô nhơ không thể đáp tình, Chúa vẫn ở kề bên, Chúa dụ thương ân cần nâng đỡ. Lời ngài dạy con cứ an tâm. Đường dài dù bao nỗi trông gai, dù ngàn gian nguy, Chúa ở với con còn lo gì. Và con sẽ thân thưa, nay con xin đến, nay con xin đến để thực thi ngài. Chọn gọi con giữa muôn dân muôn người thế trần. Chúa đã chọn gọi con dẫu trần gian con còn vương vấn. Ngàn đời ngài tuôn đổ thiên ân. Ngài mặc hồn con áo thanh xuân. Ngài dạy con đi, con nguyện tín chung đời chứng nhân. Con sẽ thân thưa, nay con xin đến, nay con xin đến để thực thi ngài. Phút ngỡ ngàng tình yêu Chúa cao siêu tràn ngập tâm hồn. Phút ngỡ ngàng tình yêu Chúa chọn con nên bạn tâm phúc. Rồi đời con sẽ hân hoan, để rồi miệng con sẽ ca vang ngàn lời yêu thương, ca tụng Chúa cao cả khôn lường. Và con sẽ thân thưa, nay con xin đến, nay con xin đến để thực thi ngài. Con sẽ thân thưa, nay con xin đến, nay con xin đến để thực thi ý ngài.
xa rời người cha yêu, tìm thú vui hoang đàng. Kiếp sống ta lỡ làng với bước chân lang thang, bao lần tôi muốn quên đi cuộc sống gian ngoan, mong tìm ngày yên vui nay đã xa xôi rồi. Thân phận giờ đơn côi tựa áng mây ngang trời, sóng gió xô dập vui chiếc áo manh ta ơi, nhưng tình cha trí nhân vẫn chờ tôi quay về.
Lạy Chúa, đã có nhiều khi con tự hỏi rằng vì sao Ngài lại thương con, vì sao Ngài cứu chuộc con. Ngài đến với con trong một đêm giá lạnh, mặc lấy xác thân nơi con người yêu đuối, chịu bao nhiêu đau đớn hằn thân và chịu chết treo trên thánh giá nhục hình. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài chấp tội con, thì con đây nào được ơn cứu rỗi. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, xin thứ tha và luôn đỡ nâng, ban thánh ơn bổ sức cho con, vì thân con bao yếu đuối mong gió. Nhiều lúc sóng gió ngả nghiêng trôi dạt biển đời, nhiều khi con đã vô ơn, nhiều phen từ chối tình thương, lạc lối bao năm trong buồn nhớ về tội. Ngài vẫn xót thương mong con hãy thông hối và giang tay ôm ấp chờ che. Thầy giờ trắng trong nên sáng lang vẹn tuyền. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài chấp tội con, thì con đây nào được ơn cứu rỗi. Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà, cùng tất cả anh chị em. Chúng ta đã bước vào ngày thứ 9, ngày cuối cùng trong tuần 9 ngày khấn lòng thương xót. Và trong ngày cuối cùng này, tất cả chúng ta dâng lời tạ ơn lòng thương xót Chúa, và chúng ta cũng cầu nguyện cách riêng cho những linh hồn khô khan, nguội lạnh. Chúng ta cũng xin ơn chữa lành cho các bệnh nhân, cầu nguyện cho các cụ già, các tội nhân, những gia đình nghèo, những người đang gặp khó khăn. Cầu nguyện theo tất cả những ý cộng đoàn xin khấn trong tuần 9 ngày. Cầu nguyện cho quý vị ân nhân của lòng thương xót còn sống hoặc đã qua đời. Cuối giờ khấn con sẽ rảy Đức Thánh trên tất cả cộng đoàn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến và từ trời tỏa ánh quang mình. Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến, đấng ban ân huệ chiếu soi tâm hồn. Lạy đấng an ủi tuyệt vời, là phép trò hiền lương của tâm hồn. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cánh lầm than, là niềm bình an trong lúc lệ rơi. Ôi sự sống chưa tràn hồng ân, xin chiếu soi ngâm tràn tâm hồn tin nữ. Nếu không có Chúa trợ phù thì còn chi thanh khiết, thì còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch bớt nhớ, tươi gọi chỗ khô khan, chưa cho lành thương tích. Xin uốn nắn điều cứng cõi, sưởi ấm lạnh lùng chỉnh đốn sai lầm. Xin Chúa ban cho mọi tín nữ là những người tin cậy nơi Chúa. Chúa ơi, cho họ được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỷ muôn đời. Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con,
mà con đã ca lòng phan nghênh lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cãi và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, trên bà tang sang xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống, phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin sang loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dâng yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương
của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,
để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy Mẫu và Nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy Mẫu và Nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy Mẫu và Nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Ngày thứ 9, cầu cho các linh hồn khô khan nguội lạnh. Hôm nay con hãy dâng lên Ta các linh hồn khô khan nguội lạnh. Hãy nhận chìm họ vào vực thẳm lòng thương xót của Ta. Những linh hồn này làm Ta đau đớn nhất. Linh hồn Ta tan nát khủng khiếp trong vườn cây dầu cũng vì những linh hồn nguội lạnh này. Họ là lý do Ta phải kêu lên: Lạy Cha, xin cất chén đắng này cho con,
nhưng xin đừng theo ý con mà theo ý cha. Hy vọng cuối cùng để họ được cứu vớt là biết chạy đến kêu xin lòng thương xót của ta. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, xin trái tim Chúa che chở các linh hồn nguội lạnh. Mặc dù họ đã làm cho Chúa ngao ngán, nhưng xin Chúa ban ơn cho họ trở nên ngọn lửa sốt mến. Ôi lạy Chúa Giêsu đầy nhân hậu, hãy rủ lòng thương xót bao la để lôi kéo họ trở về tình yêu nồng cháy của Chúa. Và xin Chúa ban cho họ tình yêu thánh thiện, cậy vì công nghiệp của Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn nguội lạnh. Dầu sao thì họ cũng được che chở bởi trái tim từ bi Chúa Giêsu. Lạy Cha dầu lòng thương xót, cậy vì sự cay đắng thống khổ của con yêu dấu Cha và ba giờ người hấp hối trên thập giá. Chúng con nài xin Cha cho họ cũng được hát khen lòng thương xót của Cha. Amen. Lạy Cha đấng đầy lòng trắng ân, đấng duy nhân tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xung phạm thì quá nhiều, con vẫn tin tha vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin tham vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin tha. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria Thân Thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kinh lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày con là đá trên biển, đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trung. Ngày con là đá xa tan sức hùng mưu ma vây vùng công làm chuyên chu, ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Francisco Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời đời hay.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay là ngày cuối cùng trong tuần 9 ngày khấn lòng thương xót Chúa. Qua tuần 9 ngày khấn lòng thương xót Chúa, chúng con tạ ơn lòng thương xót. Xin lòng thương xót Chúa chữa lành hồn xác tất cả chúng con. Xin lòng thương xót Chúa ban ơn cho những người khô khan nguội lạnh. Cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, cũng như là cầu nguyện cho quý vị ân nhân của lòng thương xót còn sống hoặc đã qua đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tôn vinh thánh danh Giêsu chi trời cho nhân loại. Bánh có đủ mỗi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu cổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy,
vì đã trông cậy Chúa. Nhưng kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy người cho liên, vì người dân nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.